Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video của cơ sở nhà em Tươi. Lời đầu tiên em xin được tự giới thiệu, em tên là Tươi, chuyên bán dược liệu măng miến hàng khô đặc sản Cao Bằng. Nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đồng kiểm hàng với bưu tá. Em ở Cao Bằng và có ship hàng toàn quốc cô chú anh chị nhé. Hôm nay thì em xin được làm clip ngắn giới thiệu với cả nhà mình về một số các mặt hàng dược liệu quý là nụ hoa đu đủ đực, mướp đắng rừng, kỷ tử, hắc kỷ tử và táo đỏ. Em xin được điểm qua và báo giá. Rất là mong nhận sự ủng hộ cô chú anh chị ạ. Chúc mọi người xem video vui vẻ và sưu tầm được nhiều cái sản phẩm tốt cho gia đình. Em đi vào chi tiết. Trước tiên thì em xin giới thiệu với cả nhà mình, em sẽ pha một cốc trà hắc kỷ tử nhé. Đầu tiên ở đây là một ly nước, một cái ly nước nước lọc. Tuy nhiên thì trên nhà em thời tiết hôm nay nó dưới nó khoảng tầm 5 độ thôi nên nước nó rất là lạnh. Thì em có pha một ít nước ấm, nước lọc đun sôi nó hơi ấm ấm thôi. Thì cô bác anh chị khi mà pha hắc kỷ tử thì em xin chia sẻ với cả nhà mình luôn là cô chú anh chị không nên pha nước nóng quá hoặc là nước nó quá là lạnh. Đây là cái gói hắc kỷ tử mà em đang uống ấy. Thì hôm nay em làm clip này em sẽ giới thiệu với cả nhà mình. Nhưng là em sẽ pha chỗ này nó khoảng một nhúm nhỏ thôi. Thì nó rơi vào khoảng tầm 20 quả gì đấy. Đây ạ. Thì cô chú anh chị cùng quan sát hộ em một chút đấy nhé. Em sẽ mời cả nhà cùng xem cái trà hắc kỷ tử của bên em. Đây ạ. Thì trước tiên là cái màu tự nhiên của quả hắc kỷ tử này, cô chú anh chị quan sát hộ em này. Nó là sẽ ra cái màu tím nhá. Vì cái nước này là nó không có phèn ấy thì là nó sẽ ra màu tím này. Còn nếu các bác ở những thành phố lớn mà dùng cái nước mà là nước máy ấy thì nó có axit các thứ phèn ấy thì là nó sẽ ra màu xanh đậm hơn. Thì cái này nó là cái nước từ cái chất này là từ cái quả nó ra, nó giống như là cái quả dâu ấy, giống như là cái quả dâu bên mình khi mà mình thu hái khi mà cái quả nó còn tươi ấy các bác. Thì mình cầm đây để em khoáng cho các bác xem một tí nhé. Con cầm dịch xuống hộ mẹ một chút. Đúng rồi, đây là ly nước mà em vừa mới pha. Thì nó giống như là cái quả dâu khi mà mình thu hoạch ấy. Thì nó chín lại, nó sẽ có thể là dính vào tay của mình, nó sẽ ra màu tím như thế này. Đặc điểm của cái quả này khi mà uống ấy thì nó không có vị đắng chát hay là gì, mà nó chỉ là có mùi thơm nhẹ của quả. Và mình uống là uống cái nước màu này này cô chú chị này, nó sẽ là có tác dụng là bồi bổ cơ thể nhé, chống oxy hóa cao gấp 3 lần so với các loại quả mà bồi bổ cơ thể ạ. Thì hôm nay em xin làm cái video ngắn này giới thiệu với cả nhà về cái hắc kỳ tử đó. Thì cái này em làm em pha một lúc này thì nó ra màu tím rất là đậm như này, thì mình cứ cho nước vào uống, đến bao giờ nó nhạt màu thì mình hãy đổ đi đó. Thì em chia sẻ một chút về hắc kỳ tử cho các bác như vậy. Và tiếp theo thì ở đây em xin giới thiệu luôn cái VH kỳ tử. Đây bên em đóng gói như thế này. Một túi như thế này là một cân, nửa cân cô chú anh chị nhé. Một túi như thế này là nửa cân. Và em bán giá là 300.000. Cái này thì cô chú anh chị mua về uống thì em nghĩ là cũng được rất là lâu. Bởi vì mỗi lần mình dùng nó chỉ khoảng 15 đến 20 quả thôi. Thì nó đã rất là đậm đà và ngon rồi. Thì cái loại này thì nó có tác dụng là cung cấp dinh dưỡng này. Chống oxy hóa cao gấp 3 lần so với các loại quả khác. Và giúp mình giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim và cải thiện thị lực, chống gan nhiễm mỡ này, giúp bảo vệ gan thận, nâng cao hệ miễn dịch. Ăn trực tiếp cũng được hoặc là có thể nấu cháo, hầm gà các thứ cũng mình cũng có thể, khi mà cháo chín rồi mình có thể cho xuống nhé. Hoặc là mình ngâm rượu thì cũng rất là tốt. Cái này em bán là 300.000 một cân. Đấy là về hắc kỷ tử, em chia sẻ kỹ một chút như vậy vì cái quả này thì nó bên em cũng mới có. Và ở bên này thì em có kỷ tử đỏ. Kỷ tử đỏ cũng là một cái loại dược liệu quý, cũng có tác dụng là bổ dương, tốt cho người gầy yếu này, dùng được cho mọi lứa tuổi, người xanh xao, hạ mỡ máu, chống lão hóa và làm đẹp da. Cái này của bên em bán là quả nguyên bản của nó là gọi là không phẩm màu, kỷ tử ớt, một trong những loại kỷ tử ngon nhất. Cái này thì các bác mà ở những nơi nóng thì các bác vui lòng để ngăn mát tủ lạnh giúp em. Bởi vì khi mà nó mở ra ấy, thì các bác lấy xong các bác đậy kín luôn nhé. Mày thấy không khí vào ấy thì nó sẽ hơi ướt ướt. Bởi vì nó là cái đường của quả nó
nó gây chảy ra mềm ấy, chứ nó không phải là có vấn đề gì về quả đâu các bác nhé. Còn nếu mà không, nó không ướt không gì cả mà khi gặp mà nhiệt độ nóng cũng như là môi trường ấy thì là cái đấy nó không phải là hàng nguyên chất rồi các bác ạ. Đó, cái này thì nó sẽ hơi ướt một chút khi mà thấy gió ấy. Đó, thì em xin chia sẻ luôn và giá em bán là 250.000 đồng 1 kg đối với dòng kỷ tử đỏ hay còn gọi là kỷ tử ớt, một trong những loại kỷ tử ngon nhất. Bên em đóng gói là túi nửa cân. Đây, cái này thì em đóng túi nửa cân như thế này. Và ở đây thì em xin giới thiệu với cả nhà nữa là về trà ô long. Trà ô long đặc sản Nguyên Bình Cao Bằng. Trà ô long này là một cái loại trà có thể nói là trà sạch ngon nhất của quê hương Cao Bằng. Khi uống thì nó có vị thơm và cái trà xuân này thì em cũng vừa lấy được của bà con có 10 cân thôi. Bác nào uống thì mua ủng hộ em nhé. Giá bán là 300.000 đồng một cân và em đóng túi như thế này là túi nửa cân nhé. Trà này sao hoàn toàn tự nhiên và sao thủ công, rất là thơm ạ. Tiếp theo thì ở đây em xin giới thiệu với cả nhà mình về nụ hoa đu đủ đực, hàng sấy lạnh, rất là thơm. Cái này thì có tác dụng là hỗ trợ điều trị các khối u và đặc biệt là đối với các bệnh về đường hô hấp. Thì mình uống cái này ngâm với mật ong hoặc mình hãm trà uống cũng rất là tốt. Giá em bán là 600.000 một cân và một túi như thế này là nửa cân cô chú anh chị nhé. Đây là nụ hoa đu đủ đực ạ. Đóng túi từ nửa cân. Tiếp theo ở đây em xin giới thiệu với cả nhà mình là khổ qua hay còn gọi là mướp đắng rừng. Cái quả này thì nó sẽ có vị đắng nhưng tuy nhiên thì nó có tác dụng rất là tốt đối với việc là thanh nhiệt, hạ độc, mát gan, phòng chống u và ung thư này, giảm cân, điều trị bệnh gút, chứa nám sạn, mỡ nhiễm máu, rất là hiệu quả. Giá bán là 350.000 đồng một cân, em cũng đóng túi từ nửa cân nhé. Và đây hôm nay em xin giới thiệu với cả nhà mình về cái trà sơn mật hồng sâm. Trà sơn mật hồng sâm đặc sản núi đá. Trà sơn mật hồng sâm là một cái loại trà mà nó cũng có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, mát gan, hạ mỡ máu, giúp ngủ ngon. Cái này mình cứ pha uống bình thường như là trà thôi các bác anh chị ạ. Và em bán túi bán một cân là 80.000 đồng. Một cân là 80.000 đồng. Cô chú anh chị pha cả nhà uống được nhé. Trẻ em uống được, cái này nó ngọt thanh rất là dễ uống. Đấy là về trà sơn mật hồng sâm. Tiếp theo ở đây thì em xin giới thiệu với cả nhà mình về nụ tam thất. Nụ tam thất là một cái loại dược liệu mà cũng rất là tốt cho sức khỏe trong việc là thanh nhiệt, bổ máu, mát gan, giải độc, an thần, chữa đau đầu, mất ngủ, điều hòa huyết áp, phòng chống u và ung thư. Cái này thì mình pha hãm uống như là trà. Cái nụ hàng loại 1 này thì em bán là 900.000 một cân và đóng túi từ nửa cân của bác anh chị nhé. Và một cái sản phẩm nữa em xin được giới thiệu với cô chú anh chị là có táo đỏ. Táo đỏ là một cái loại dược liệu, một loại quả nó có vị ngọt thanh, tính hàn, không gây béo. Cái này thì cô bác anh chị có thể ăn trực tiếp, nấu canh, hầm gà, ngâm rượu đều sử dụng được. Và em bé cũng dùng được, bà bầu cũng dùng được nhé. Nó có rất là tác dụng tốt cho sức khỏe, không gây nóng. Cái này thì em bán là 150 một cân, quả vừa phải thôi. Và ngọt thanh cũng như là không có bị sốt, dẻo và hạt nó rất là nhỏ nhé. Và đặc biệt hôm nay thì em có đóng hộp mà một ít là nụ hoa đu đủ đực. Nếu mà bác nào mà có thể mua dùng thử, em bán hộp này 200 g. Thì một cân là 600, 26, 12 thì là 120.000 một hộp như thế này. Con cầm cao lên một chút thôi. Thôi. Thì các bác có thể mua một hộp này dùng thử nhé. Thì em cũng đóng hộp mà có 5 hộp thôi. Thì bác nào mua thì ủng hộ em. Và đặc biệt hôm nay em xin giới thiệu với cô chú chị về mật ong rừng nguyên chất. Đây, thời tiết lạnh nên là mật ong nhà em nó hơi hơi kết mật một chút như thế này. Thì em bán là 400.000 đồng một chai, trọng lượng của nó sẽ là 1,3 đến 1,4 đấy. Thì bác nào có nhu cầu thì mua ủng hộ em nhé. Vâng, hôm nay thì em xin giới thiệu với cả nhà mình là một số các mặt hàng như vậy. Cô chú anh chị ưng cái mặt hàng nào hoặc là quan tâm đến cái mặt hàng nào mà chưa rõ cần tư vấn thì có thể gọi điện thoại trực tiếp, nhắn tin hoặc kết nối Zalo với bên em để tư vấn thêm. Đây là cái trà hắc kỷ tử em vừa mới hãm này. Em xin mời cả nhà mình cùng uống trà với em nhé. Một lần nữa em xin được cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị ở những clip bán hàng tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn.